Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua bán xe cũ. Hôm nay có một chiếc xe gầm cao 5 chỗ di chuyển trong phố linh hoạt. Với mức giá tiền của chiếc xe bây giờ nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể chọn và sở hữu một chiếc xe di chuyển trong đô thị. Với khung gầm an toàn, cảm giác lái tốt. Chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium máy 1.5, sản xuất là năm 2019. Xe có ngoại thất là màu đồng, nội thất ghế da của chiếc xe thì được trang bị cho anh chị và các bạn bộ ghế da màu đen. Với xe này thì đăng ký tên cá nhân một chủ từ mới, đăng ký vào tháng 9 năm 2019, lăn bánh quãng đường là 6,7 vạn km, zin theo xe, chất lượng của chiếc xe đẹp xuất sắc, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Mình cũng có thể mang đi check hãng, test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Với tổng thể của chiếc xe thì ba chủ nâng cấp như là dán kính, thảm sàn và một số tiện nghi option khác nữa. Em sẽ quay chi tiết cụ thể để anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ở phần đua xe thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn một cái ba lô để đựng lốp sơ cua. Mở cốp của chiếc xe nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, một nút bấm kéo ngang. Thảm sàn thì được trang bị dán lưng ghế cũng như là ở phần cốp được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Mình mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Ốc ác keo chỉ của chiếc xe thì em cũng quay rõ từng điểm một để anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn chưa xem rõ ở những cái phần nào trên chiếc xe, mình có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn anh chị nhé. Đấy. Trong đây là những cái đường nét về phần khoang cốp chứa đồ. Tiếp tới thì em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua về thân vỏ, sau đó ta sẽ cùng đi vào nội thất của chiếc xe để mình có thể cảm nhận rõ hơn. Ở phần khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì nó sẽ mang lại những gì cho anh chị và các bạn thì mình có thể nhìn qua về phần cánh cửa. Tapi với những chi tiết bọc da và những phím chức năng nhờ lên xuống kính. Ở trong đây là những phần con ốc bản lề để mình kiểm chứng được là xe có bị tháo giã sửa chữa hay không. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua các chi tiết em quay để mình có thể biết được rồi. Với bộ ghế ngồi bằng bọc da và những cái họa tiết ở phần tựa đầu, các chi tiết như là ba tựa đầu mềm, trần xe thì được trang bị cửa sổ trời này. Ở chính giữa trung tâm thì có những cái phần phím điều chỉnh cho anh chị và các bạn là khóa cửa, thì nó sẽ được tích hợp ở giữa trung tâm anh chị ạ. Khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại những gì thì ta có thể nhìn qua từ phần cánh cửa này. Hệ thống loa giải trí, phím chức năng có lên xuống kính chỉnh gương và gập gương. Đấy. Các thông số về kính của chiếc xe thì nó vẫn là liền đời. Keo chỉ ốc ác còn nguyên bản. Với những anh chị và các bạn mà không có kinh nghiệm xem xe, một lời khuyên chân thành cho anh chị và các bạn hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba. Mình tin tưởng, mình check test lại kiểm tra để đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn gập nước mà đến cái sự an tâm hơn về quá trình sử dụng sau này. Đấy, những chi tiết gioăng cao su nó vẫn còn rất là chắc ạ. Trong đây thẻ nhắc bảo dưỡng cũng như là cái phần vô lăng củ số của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Và phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua, km, tốc độ, rồi là có trang bị cho anh chị và các bạn màn hình được trang bị là màn hình nồi với đầy đủ các phím chức năng để anh chị và các bạn có thể sử dụng thao tác một cách dễ dàng. Cần số thì được trang bị dạng dọc, phanh tay cơ. Đấy, tính năng của chiếc xe thì nó cũng rất là thực dụng cơ bản cho một mẫu xe gầm cao 5 chỗ giá rẻ. Với tầm tiền của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium hiện tại thì đang được chào bán anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ khoảng 425 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ sang tên, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Với cái mức giá này thì ở trên thị trường nó cũng xem thôi ạ. Còn anh chị và các bạn có nhu cầu thực tế thì mình có thể qua trực tiếp trải nghiệm về kiểm chứng chất lượng của chiếc xe. Sau đó mình có thể bàn bạc thêm về cái mức giá làm sao cho nó phù hợp cả hai bên. Đấy, những đường nét về keo chỉ ốc ác của chiếc xe thì em cũng quay sơ qua tổng thể, chi tiết từng phần để đảm bảo cho anh chị và các bạn có cái thông tin rõ ràng về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đấy, em đang cập nhật chiếc xe hiện tại đang có mặt tại cửa hàng Anh Vinh Auto, số 1618 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục. Nếu như anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe Ford EcoSport này
thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được tư vấn cũng như là nhận được cái giá bán thực tế tại thời điểm anh chị và các bạn mua xe. Vì có thể rất là nhiều anh chị và các bạn khoảng vài tháng sau mình mới xem được clip, nên cái mức giá nó có thể có sự thay đổi rồi. Em xin cảm ơn.